Câu này là câu 13 trong sách thôi. Sau này thì mình sẽ giải những cái đề cũ thì nó sẽ có loại đề nó nhiều hơn. Rồi, nó cho mình rằng là nó cho mình một cái slope field gọi là thẳng bên phải. Hỏi là trong năm cái phương trình này đó thì cái nào nó sẽ là max với nhau? Base max thôi. Sau đây là cách mình tư duy. Mình sẽ ứng với dạng này thì mình sẽ làm theo phương pháp là loại trừ ha. Từ từ sẽ ra đáp án loại trừ. Đầu tiên ha, mình đi tìm tại mục 1 đi ha. Mình nhìn kỹ ha, đây là tại mục 1. Nhìn kỹ ha, tại mục 1 đúng nè, không? Không phải ha, đây là tới 2 rồi ha. Đây là tại mục 1 đúng nè ha. Tại mục 1. Thì mình thấy rằng là tại mục 1 thì M đó không? Rồi, tức là nào nhìn ha. Vậy bây giờ mình đi confirm, mình coi thằng nào dương thì mình loại. Vậy cái này là nó sẽ là dương nè ha, nên mình loại nha. Tại vì là cái thằng lớp chỉ bằng x thôi, mà x bằng 1 thì ở đây nó dương nè, nên loại này nè. Đúng không? Loại luôn thằng này. Ok không? Ha. Và tương tự là mình sẽ loại luôn thằng này, tại vì nó âm mà. Ok không? Ok không? Coi gì thắc mắc thì hỏi thầy má. Rồi coi gì mình sẽ đi vào B dưới đây. B dưới đây thì mình sẽ có hai cách để mình phân tích là B với D nữa ha. Thì với thằng B thằng D á, thì mình thấy rằng là khi x đó nha, nó đi ra, ví dụ mình thấy rằng nó đi ra vô cùng đi ha. Thì cái thằng Y nè, nó sẽ đi, ứng cái thằng dưới là nó có dấu trừ nha. Tức là mình ở thằng dưới mình bình phương lên thì nó sẽ to hơn. Tức là nó sẽ nghiêng nhiều hơn. Cách số 1 nó hơi confused xíu nha. Cách số 1 là mình xét là khi x nó tăng từ từ lên đi, mình xét x tăng bằng 1, rồi tăng bằng 2, mình tăng bằng 3. Rồi, tức là mình đang xét chiều này, x nó tăng này ha. Rồi mình thấy rằng x nó càng tăng á, thì cái slope nó càng giảm, tức là nó càng là xuyên hơn, nó càng nó có xu hướng là nó đi thẳng. Được không? Nhìn ha. Rồi, ok, mình nhìn chỗ này cho nó rõ nha, đúng không? Mình thấy x càng tăng á, thì nó càng lệch đi xuống. Và mình thấy rằng là tốc độ nó ra vô cùng, tức là tốc độ nó thẳng đứng rất là nhanh. Chỉ cần là tới tới 3 tới 4 là nó đã ra vô cùng rồi. Đúng không? Nên từ đây mình suy ra được là mình sẽ chọn D, đó là cách số 1. Với x thì tốc độ nó tăng chậm hơn, đúng không? Còn không thì mình confirm tại cái thằng là x nó bằng 2 nè ha. Bằng 2 thì cái này nó bằng -4, -4 thì nó gần như là nó muốn thẳng đứng rồi, ha. Còn -2 thì thằng đây là 1 ô và 2 ô ha. Thì đó là cái cách số 1. Cách số 2 á, là mình sẽ chọn một cái phương án để mình phân tích ha. Cách số 2 ha. Mình giả sử như yêu cầu là mình sẽ vẽ cái phương án nó nằm tại đây ha. Tức là nó đi qua điểm là 0, 1. Thì đây là điểm x bằng 0, y bằng 1 đây ha. Rồi mình vẽ nè ha. Mình vẽ một cái phương án, vẽ tương đối thôi. Đó, ha. Thì mình thấy rằng cái hàm này nó sẽ có xu hướng là nó giống với hàm bậc 3 ha. Vậy là mình sẽ giải là giải cái này. Thì mình sẽ ra được là y ha. Mình sẽ bằng là trừ x mũ 3 mình cộng cho c. Và đây là cái hàm bậc 3. Vậy con này là đúng ha. Giả sử mình vẽ một cái lời giải mẫu mà nó có dạng parabol, thì từ đó mình suy ra được đáp mình sẽ là đáp án B ha. Vì tại sao nó ra parabol nè? Tại vì chỗ này mình y nè ha, mình sẽ bằng là trừ x bình mình chia cho 2 mình cộng cho c. Thì cái tập này người ta gọi là tập của cái slope field, nó sẽ là parabol. Nhưng mà mình vẽ một cái lời giải mẫu nó không phải là parabol, nên đáp án D ha. Mình nhắc lại cách số 1 nha, do mình cảm giác như hơi confused cách số 1. Mình giả sử cho x bằng 2 ha. Thì mình sẽ thấy rằng là slope tại đây nó sẽ bằng là -2, slope tại đây là -4, thì ở đây nó sẽ xuyên hơn ha. Đây là 2 này ha, mình chọn đường này đi ha. Đây là nó sẽ là -4 ha, nó gần như là nó muốn thẳng đứng ha. Còn cái này chỉ đơn thuần -2 thì nó không đến nổi như thế này đâu ha. Rồi, có cái gì thắc mắc hay là cái gì đào sâu thì báo. Ok, thì mình sang ví dụ tiếp theo.
cách 2 thì cái này sẽ là lời giải của nó sẽ là họ parabol ha. Cách ra thì lời giải của nó sẽ là một cái họ đường bậc 3 ha. Nếu mà mình vẽ một cái đường solution đó, mà nó ra parabol thì phải là đáp án B nha, đúng không? Ok, mình sang câu tiếp theo. Được chưa? Cái gì đúng không? Dạ không. Ok, câu tiếp theo. Câu tiếp theo là cũng trong cái revision của cái chapter này luôn. Rồi, mình có thể chọn một điểm bất kỳ nào mà nó rõ ràng để mình phân tích ha. Ok ha, mình giả sử như mình vẫn chọn điểm 1 1, vì tại 1 nó rõ ràng. Đây là tại 1 1 nha, select nha. Thì mình thấy rằng tại đây là M nhỏ hơn 0. Tại vì đi từ trái sang phải là mình xuống dốc. Đi từ trái sang phải mình lên dốc là M nó phải là lớn hơn 0 nha. Chú ý quy tắc lớn hơn 0 nhỏ hơn 0 nha, để mình đi loại trừ ha. Vậy khúc ở trong chỗ này là mình có là ít dương y dương ha. Và mình xúc vào đây thì mình sẽ được là slope nó dương. Vậy là có đi loại. Thế nào ha. Tại vì nó âm mà. Nha. Quy ít dương y dương ha, mình ra được cái thằng này nó sẽ dương, nhưng mà theo cái hình thực tế là nó âm, nên là loại câu A. Rồi, loại. Vì loại câu A nên là kéo theo mình loại luôn câu E ha. Vì ít dương y dương thì slope nó phải dương ha. Và mình chỉ đang confuse là câu B, C và D thôi nha. Giả sử mình sắp x bằng 1 với 1 vào đây thì chỗ này slope nó phải là -1. Và đây cũng slope là -1. Ok không? Thì bây giờ mình coi thử là tại cái thằng 1 1 đó nó có phải là slope bằng 1 bằng -1 không? Không phải nha, -1 nó chỉ có như đây thôi, một ô nào nó chỉ như đây thôi. Nhưng mà tại đây nó xuyên nhiều quá. Ok ha, nhìn chỗ này nè ha. Đó. Nên là từ đó mình lộ luôn đáp án B và lộ luôn đáp án D ha. Vậy đáp án của mình sẽ là C ha. Chú nha ha. Chưa phân tích xong á, chỉ có nhiêu đó thôi là để cái đủ căn cứ để mình lộ rồi. Mình lấy một điểm bất kỳ nha, không cần phải lúc nào 1 1 đâu, mình hay làm 1 1 vì nó dễ. Còn trường hợp mà cái hình 1 1 nó phức tạp quá thì mình đi tìm cái điểm khác ha. Nhắc lại nha, ở đây -1 thì nó phải xuyên thế này nha. Đó. Nhưng mà cái này thì nó xuyên quá ha. Nó xuyên nhiều quá so với là cái thằng -1 ha. Nên là dễ, con này là 16C ha. Rồi chắc là cho mình test một câu thử ha. Câu này thì nó hơi khó nha. À. Cái này là đề bên Mỹ mình lấy vô ha. À. Cái này của nó như sau. Trong trường hợp này là mình đang có bốn cái thằng slope field. Mình lần được mình có là bốn đáp án. Đáp án 1 này ha. Là DE trên DS. Mình sẽ bằng là X trừ cho Y. Đáp án 2 là DE trên DS. Mình sẽ bằng là xy. Và đáp án 3 là DI trên DS. Mình bằng là x chia cho y. Và đáp án 4 là DI chia DS. Mình sẽ bằng là y chia cho s. Câu hỏi đặt ra là bây giờ với cái phương trình là 1 này thì nó sẽ nằm A, B hay là C hay là D. Tương tự với cái 2 là nó nằm ở là A, B, C, D. Tức là mình ghép đôi đó, cho nó phù hợp. Rồi, vài phút test thử ha. Với hình A thì nó sẽ là phương trình nào, hình B nó sẽ là phương trình nào, hình C sẽ là phương trình nào và hình D sẽ là phương trình nào. Mình có 4 phương trình bên dưới. Cách làm thì cũng tương tự ha. Giả sử mình xét cái hình A thì mình confirm liệu rằng nó sẽ là rơi vào cái phương trình nào.
chúng ta toàn hình ra xíu cho nó dễ nhìn ha. Rồi, ra một chưa? Test thử một đúng không ạ? Có thể là A sẽ là 1, 2, 3, 4 ha. Xong thì đọc ha, chưa xong thì cứ làm ha. Có thể là A đi với cái 1, 2, 3, 4 ha. Còn làm thêm thì báo ha. Mình cảm giác làm được thì là. Ra A chưa? Chưa thì làm thêm ha. Ra thì đọc ha. Tức là mình phải biết được rằng là M thế nào là lớn hơn 0, M như thế nào là nhỏ hơn 0, M thế nào là bằng 0 nha. Để mình làm được cái dạng này nha. Chứ không là mình không làm được á. Bốn A là 4 đúng không? Vậy mình đi confirm ha. Mình confirm 4 trước ha. Thì mình cũng làm tương tự lúc nãy ha. Giả sử như mình chọn thằng này 1, 1 ha. Trong này thì mình khoảng cách nó là 1 nha. 1 ô nó là 1 nên mình tự biết ha. Rồi thì mình sẽ có được là khi nó bằng x bằng 1 với 1 ha. Thì mình sẽ có được là nó chỗ đây. Thì mình ra được là slope dương nó đúng không? Được cao. Được chưa? Dương ha, đúng lộn ha. Mới thổi được kiện. Rồi bây giờ mình tìm cách khác để mình suy ra nha. Thì mình thấy rằng là khi x bằng 0 á, bắt đầu x bằng 0 này ha. Thì mình thấy rằng là với một y nha, slope nó sẽ bằng là vô cùng. Thì cái đường của mình sẽ là thẳng đứng. Được ha, được ha. Rồi x bằng 0.
x bằng 0 là cái điểm nằm trên cái trục OI. Nhìn ra đây là x bằng 0 này ha. Những điểm nằm trên đây là x bằng 0 nè. Thì mình thấy rằng nó thẳng đứng nó sai mà nó đâu có thẳng đứng đâu. Đúng không? Mình giả sử mình chọn là y bằng 1 đi, x bằng 0 đi thì slope phải bằng vô cùng vì 1 chứ 0 bằng vô cùng. Mà vô cùng thì đường thẳng nó phải thẳng đứng chứ. Đó, nó là cái điểm này nè. 1 0 là cái điểm này nè. Đây. Đó. Nên là sai nha, không đúng không? À. Nhưng mà thực tế nó là bằng 0 mà nó đâu có bằng vô cùng đâu. Nên là câu 4 là sai. À, điểm 14 là sai. Hiểu không? Hả? Cứ cần nói lại thì báo ha. Với x bằng 0 thì nó phải là thẳng đứng. Tức là cái điểm mà nằm trên trục của y nó phải thẳng đứng. Sai rồi. Ha. Nó còn nhiều, mình có thể chọn điểm khác nha. Nhưng cái nào dễ thì mình chọn mình làm thôi. Dạ, thì nói lại được không? Lại nha, ok ha. Rồi bây giờ em là nói là A thì đi V4, mình phân tích lại nha. À. Đầu tiên mình phân tích trình tự nè, đầu tiên là mình chọn cái điểm 1, 1 tại đây. Đây là 1, 1 ha. Với x bằng 1 với 1 thì mình được là M nè, nó lớn hơn 0. Tức là nó lớn hơn 0, nhìn cho mình nói đúng rồi nha. Ok đúng ha. Vậy là M bằng 1 thì không, với x bằng 1 với 1 mình không thể tận dụng bình thường là 1, 1 được. Nên mình bắt đầu mình sẽ tận dụng cái khác. Bây giờ giả sử mình chọn cái điểm này đi. Điểm này ha. Điểm này là mình có là x bằng 0 và y bằng 1. Dạ, nếu mình sắp dụng phương trình này á thì mình được là M nè, nó bằng vô cùng. Được không? Tại vì là 1 chứ 0 thì bằng vô cùng, mà cái vô cùng á thì cái đường nó phải là đường thẳng đứng. Đấy chứ ha. Rồi đường thẳng đứng ha. Đó, nhưng mà cái hình của mình thực tế nó đâu có thẳng đứng đâu, nên là cái 4 nó sai. Ha. Mình không thích chọn điểm này, mình có thể chọn điểm này. Điểm này là x bằng 0, y bằng 3. Nó cũng tương tự thôi, cũng bằng vô cùng. Ha. Nên, ha. Đó. Nên là A mà đi V4 là sai nha, sai chỗ đó. Là C V4. A, sai sao? A đi với 3 đúng không? Phải không? Ha. Là C đi với 4. C đi không, ý là em chọn luôn à, C đi với 4 đúng không? À, A B C. C thì mình sẽ đi với lại là 4 à. Rồi. C đây. Rồi. Ok đúng ha, chính xác ha. Rồi, C đi 4 xong rồi. Còn là A B với D ha. Rồi thử A, B, D ha.
này xong rồi thì mình coi như là mình bỏ, không xét nữa. Rồi A ha, A thì đi với mấy hả? 1, 2, 3 ha. A với 3 đúng không ha? Yeah. Rồi, xong. B ha. Còn hai thằng là dễ đó. B với 1. Còn lại thứ ha. B với 1 là gì sai đó. B1 đúng hả? Rồi cuối cùng là cái thằng là D. D thì nó đi với lại là 2 ha. Rồi, có cái gì thắc mắc, có cái gì còn phân tích cái nào mình phân tích cho. Có đi ha, có cần phân tích cái điều gì mình phân tích cho. Giả sử mình phân tích câu D đây nha, giả sử nha. À. Rồi câu D thì giả sử ở bên dưới này mình có 4 đáp án ha. Ok, câu D ha. Mình cũng tương tự ha, mình chọn là x bằng 1 y bằng 1. Cái này chắc là câu D ha. X bằng 1 y bằng 1. Câu D thì bắt đầu mình loại trừ rồi nha. Câu D thì mình lấy x bằng 1 y bằng 1 ha. Thì mình thấy rằng là nó dương ha. Tức là mình đang chọn phân tích của đây ha. À. Dương mà nó là khác không nha. Chứ nha. À. Ok, vậy là mình sẽ là lỗi này. À. Ok ha. Tại vì ông này là x bằng 1 y bằng 1 thì ông bằng 0 mà. À. Là mình đã lỗi được ông 1 rồi. Tương tự mình đi test cho ông này. Xong rồi mình sẽ chọn ông này ha. Ông này mình được là x bằng 0 thì y bằng 1. Thì mình ra được là m bằng 0. À. Rồi, thì lúc đó x bằng 0, y bằng 1, m bằng 0 thì khi mình xúc vô đây á
Vì được là vô cùng. À, thì mình lựa đi ông số 4. À. À, vậy là hiện tại là chỉ còn với lợi là 2 và 3 thôi. Mình đi tìm cách ha. À. Rồi, bắt đầu mình đi tìm cách ha. 2 với 3. À. Chỉ còn là 2 với 3. Rồi, ok. Mình tìm cách nha. Tại đây là... Ok, à. Đang phân tích 2 với 3. À. Rồi. Hàm này thì nó ná với nhau. À. Thì ở đây mình thấy rằng nếu mà x á, x nè ha, mà nó lớn hơn y. À. À, phân tích ha, x mà nhỏ hơn y đi, x mà nhỏ hơn y đi. À. Thì m nó phải là nhỏ hơn 1, là trong này nè nha. À. X bằng 2y bằng 1, x bằng 2y bằng 2. Rồi, ok, mình chỉ là bây giờ mình sẽ test x bằng 2y bằng 2 đi, cho nó dễ ha. X bằng 2y bằng 2. X bằng 2y bằng 2 thì ông này thì sẽ ra là 1 ha. Ông này sẽ ra là 4. Mà. Rồi bây giờ mình coi thử ha. Tại x bằng 2y bằng 2. Là tại này. X bằng 2y bằng 2 đi ha. 1, 2. 1, 2 đây. Đây ha. Đó. Dạ. X bằng 2y bằng 2 đây. Thì nó không lệch bao nhiêu nha. Cái đường này đường 1 nè. Và là từ x bằng 2y bằng 2. Mình sẽ ra được đáp án 3 ha. Đó. X bằng 2 bằng 2 thì cái này chia nhau thì nó bằng 1, mà đây là đường bằng 1 nè. Đường bằng 4 thì nó sẽ là lệch hơn ha. Nó xuyên hơn. Cứ chọn trình tự thì nó ra thôi. Rồi coi còn phân tích bài nữa không? Mình phân tích nha. Không thì ok thì chắc mình học nốt cái phần 12, thí sinh 12 nữa ha. Rồi coi còn phân tích bài nào không? Câu B đúng không? À. Rồi câu B mình làm bình thường, mình giả sử mình có 4 đáp án trắc nghiệm nha, là 1 2 3 4 ha. Rồi mình tương tự nè, mình chọn x bằng 1 y bằng 1 đây ha. Thì mình thấy rằng là với x bằng 1 y bằng 1 đó thì mình ra được là slope nè, là nó lớn hơn không. Nhìn cái hình ha. Đó. Nè x bằng 1 y bằng 1 nè, lớn hơn không? Lớn hơn không thì ông này bỏ nè. Ha, tại vì ông này nó bằng 0. Mà xong ha. Tương tự mình chọn x bằng, ví dụ bây giờ mình chọn điểm này đây ha. Tương tự mình chọn điểm này ha. Điểm càng sai càng tốt, không chọn điểm này cũng được. Điểm này là có tọa độ là x bằng 0 và y bằng 1. Thì mình nhìn vô cái hình mình đó, thì mình được là m của mình nhỏ hơn 0. Như thế nào ha. Đây. Đây m nhỏ hơn 0. Rồi bây giờ mình lấy 0, 1 mình xúc vào. Mình xúc vào đây. Thì mình được nó ra 0, nên loại con này luôn. Ok không? Nhìn kỹ ha. Rồi tương tự ha. X bằng 0 y bằng 1, mình được m nhỏ hơn 0 nè, thì mình lấy x bằng 0 y bằng 1 mình xếp vào đây, mình sẽ được là m của mình là bằng vô cùng. Nên mình lỗi luôn con này luôn. Ha. Ok, chắc cái này cũng không bị sai đâu rồi ha. Rồi, câu B ha. Câu B thì mình nãy mình sẽ có đáp án là x bằng, nãy mình có x bằng 1 y bằng 1 thì nó phải bằng 0 chứ đúng không? Phải không? X trừ y. Câu B là mình sẽ có được là phương trình là chỗ này như là nó nằm ngang sao ta không? X bằng 1 y bằng 1 thì nó ra là 0. Mình nhưng mà nhìn cho x bằng 1 y bằng 1 ha. Phương trình số là x bằng 1 y bằng 1. Rồi, coi lại chỗ này xíu nha, x bằng 1 y bằng 1, cái lý nó phải nằm ngang chứ đúng không? Hồi nãy như là b là đi với 1 phải không? Đúng không? B là đi với 1. Như thế thì x bằng 1 y bằng 1 thì nó phải nằm ngang chứ ta. Tại sao đây nó không nằm ngang ta? À. À. Nó phải nằm ngang nó mới đúng ha. Rồi mình loại trình tự ha. Còn không thì mình phải sửa lại cái đề cho nên nó phải nằm ngang rồi thì nó mới khớp. Mình khoan hãy phân tích cái câu này trước đây. À. Chậm lại tí ha. Nếu mà x bằng 1 y bằng, mình nhìn vô là x bằng 1 y bằng 1 thì cái thằng m nó phải ra 0.
m nó phải ra không thì mình nhìn vô là mình đây x đồng ngũ y đồng ngũ nè. Nên chỗ này nó phải ra không nha. Đây cũng nha. Cái này là nó nằm ngang mới hợp nha. Sửa cái này, xếp này phải nằm ngang mới chính xác nha. Vậy là chỉ mà là chỉ cần là x bằng 1 y bằng 1 thôi là mình chọn ngay cái thằng B luôn. Vì ở đây là x bằng 1 y bằng 1 thì ông này bằng 1 này, không bằng 0. Ông này cũng bằng 1, ông này cũng bằng 1 ha. Nên là B là đi với 1 luôn ha. Chắc cái đây nó vị tầng tay nó vị hiểu á ha. Rồi. Coi còn phân tích thằng nào nữa không? Cái loại trừ trình tự ha. Rồi, vậy không có gì nữa thì chắc là mình sẽ đi nốt cái phần 12 nha. Tiếp theo cái phần 12 nó cũng dễ thôi. Mười hai thì mình sẽ áp dụng là derivative cũng như là vẫn đang phần 12 a ha, mình cũng có luôn là derivative với lại là anti derivative ha. Tức là mình là phần tiếp theo nha. 12 a nó là cái phần là position vector và acceleration đó, nhưng mà bây giờ mình sử dụng là derivative và anti derivative để mình tính. Mình có theo chiều thuận nữa nha, là mình có là từ x nè mình derivative á, thì mình sẽ ra được thằng v, từ thằng v mình derivative á mình được thằng a. Thì bây giờ ngược lại ha, từ thằng a mình ăn anti derivative thì mình được thằng v, từ thằng v mình ăn anti derivative mình được thằng x ha. Các bài tập ví dụ ha. Nó cho mình là acceleration này ha. Trong trường hợp này nó không cho mình chữ A mà nó cho mình chữ Y ha. Tức là này là A này ha. Nó bằng mình là cái phương trình này. Đơn vị của acceleration là mét trên dây bình phương. Rồi nó cho mình là vận tốc ban đầu, initial velocity, tức là tại là t bằng 0 nha, tức là v tại 0 thì nó bằng 3. Initial position thì cái này tức là cái thằng là y ha, y tại 0 thì nó bằng 6 ha. Và yêu cầu đề bài là đi tìm y nha. Những cái này người ta gọi là những cái initial condition, mục đích của nó là để đi tìm hằng số c ha. Đầu tiên thì trong trường hợp này mình thấy rằng là bài toán ngược lại nha, tức là từ a mình đi tìm v và đi tìm x, nên là mình anti derivative ha. Mình chỉ có là v nè ha, nó sẽ bằng là anti derivative của là cos, công thức của nó sẽ là at dt ha. Vậy mình sắp a vào, a là cái này sẽ là bằng là cos của là pi t dt. Tại đây mình áp dụng công thức tính nhanh thì mình sẽ được là 1 phần pi nhân cho là sin của pi t mình cộng cho là c. Mình áp dụng điều kiện ban đầu để mình giải mình đi tìm thằng c, cho mình điều kiện ban đầu nữa ha. Với t bằng 0 thì mình sẽ có được là, mình sắp vô ha, mình sẽ được là 1 phần pi nhân cho là sin của pi nhân cho 0 mình cộng cho c thì mình bằng 3 ha. Thì cho đây mình giải ra được là thằng c nó sẽ bằng là bằng 3 ha. Sau khi có được thằng c rồi thì mình update vào thằng v mình vừa đạt được ha. Từ đây mình sẽ kết luận được thằng v mình vừa đạt được nè, nó sẽ bằng là 1 phần pi nhân cho là sin của là pi t mình cộng cho 3 ha. Cái vấn đề quan trọng nhất là integral chỗ đây ha. Đó. Nắm được thì ok nha, còn mà chưa nắm được thì mình phải gửi công thức tính nhanh ha.
chắc mình gửi luôn công thức tính nhanh nè, phòng ngừa là mình chưa hình dung được ha. Mình có tính nhanh nè, integral của là cos của là kx cộng cho b dx, hay là sin của là kx cộng cho b dx, thì cái này mình sẽ được là 1/k nhân cho sin của là kx cộng cho b rồi cộng cho c. Rồi cái dưới này mình sẽ được là trừ ha, 1/k nhân cho là cos của là kx cộng cho b rồi cộng cho c. Cái này mình sẽ dễ dàng chứng minh được bằng phương pháp là substitution, là phương pháp đặt ha. Nhưng mà do cái này mình sẽ dùng rất là nhiều nên là được phép dùng luôn công thức tính nhanh ha. Hiểu đâu na là cái trong này mình luôn luôn ghi lại ha. Đó. Trong này là cái gì vậy thì mình sẽ ghi lại, mình sẽ bù ở trước một lượng là thừa số k, thì trong trường hợp này k nó bằng 3 ha, nên bù ở trước nó sẽ là 1/3 ha. Cos thì ra là 1/k của sin. Nên cái quan trọng nhất là cái màu đỏ, còn những cái bên dưới thì giải điều kiện ban đầu initial bình thường thôi, không có gì phức tạp cả. Rồi, cái thì mình số nhát cho nó sạch các bạn ha. Rồi, tiếp tục là mình sẽ có là a ha, là đi tìm y ha, y là tức là x á, y thì nó bằng là integral của là v dt, mình xếp vào. Mình được là 1/3 nhân cho sin bt cộng cho 3 dt. Mình integral chỗ này, sin thì mình ra trừ nha, trừ sẽ là 1/3 bình ha, nhân cho cos của là 3t cộng cho 3t cộng cho c. Mình muốn là c1 c2 để khỏi trùng ở chơi cũng được, còn không ghi c cũng được, hiểu là được. Chủ đề hôm nay là cái 1/3 này mình viết lại, trong này nó trả cho mình về cos, mình nợ 1/3 nữa nên mình sẽ có được là 1/3 bình. Xin trả ra thì có dấu trừ đằng trước ha, 3 thì mình tăng lên một bậc sẽ là 3t ha. Và mình áp dụng điều kiện ban đầu là cho t bằng 0, t bằng 0 mình được là y bằng 6 ha. Với t bằng 0 thì mình được là trừ 1/3 là 3 bình, 0 nhân cho 3 thì ở đây là được cos 0 luôn ha, cho nó lệ ha, nó cộng cho là 3 nhân cho 0 cộng cho là c thì nó bằng 6. Từ đây mình được là c mình bằng là 6, mình cộng cho là 1/3 bình, tại vì cos của 0 thì nó bằng 1, chuyển sang thì trừ 1/3 bình là có được là 1/3 bình. Và sau đó thì mình update vào cái chỗ ngay thằng y này ha, từ đây mình suy ra được thằng y là cái mà đề bài nó hỏi đó, đây là trừ 1/3 bình nhân cho là cos của 3t cộng cho là 3t cộng cho là 6 cộng cho là 1/3 bình. Và cái điều quan trọng nhất là khúc này, hiểu được khúc này là ok. Còn mấy khúc khác thì nó là algebra bình thường thôi. Ok, mình sang ví dụ tiếp theo. Cuốn sách này thì nó rất là hay ha, nên là những bài tập mà trong sách thì nó rất là nhiều, cố gắng làm ví dụ, hiểu ví dụ rồi áp dụng vô những cái bài từng chương. Nhưng mà có thời gian thì cày hết các bài ha, còn không có thời gian thì tập trung vô phần revision. Rồi, có bài trên có gì thắc mắc thì hỏi ha. Mấy cái chỗ ngay anti derivative thì mình tính hơi nhanh nha, tại vì mình có công thức tính hết rồi ha. Rồi, mình ứng dụng cái trên mình làm luôn. Trong trường hợp này thì nó cho mình rằng là khi mà một cái thằng là một cái quả bóng cricket thì nó sẽ chuyển động theo phương thẳng đứng từ đất ha, với một cái gia tốc tổng trường cái này người ta gọi là g ha, thế hiệu là g ha. Nó cho mình luôn là v tại không nó bằng cho mình luôn là 25. Nó hỏi mình rằng là speed ha, đúng không nào? Speed là nó sẽ bằng là độ lớn của velocity sau 2 giây ha. Và yêu cầu tìm speed là mình phải tìm được velocity hay là initial velocity hay là instantaneous velocity, nó như nhau.
Và velocity thì trong trường hợp này nó cho mình rằng là nó cho mình mà muốn có được velocity thì trong trường hợp này nó chưa cho, mà người ta cho mình là acceleration này ha. Đây, nó cho mình đây. Đây là cái acceleration này. Vậy mình sẽ có được là cái nó là A ha. A thì nó bằng luôn là G. Nó sẽ bằng luôn cho mình rằng là 9.8. Vì nó cho là cái gia tốc của cái cricket ball này nó bằng gia tốc của tổng của trọng trường ha. Rồi mình áp dụng cái phương trình tích phân mình giải. Thì để đi tìm, mình có acceleration rồi, mình giải mình đi tìm velocity. Thì velocity nó sẽ bằng là integral của là A dt. Mình lấy A mình xếp vào, mình được là 9.8 dt ha. Thì khúc này mình ngân hàm ra mình được là 9.8 t. Mình cộng cho C. Rồi mình áp dụng điều kiện ban đầu. Điều kiện ban đầu của mình là với t bằng 0 thì mình sẽ có được, mình xếp vào, mình được là 9.8, mình nhân cho 0, mình cộng cho C thì mình bằng là 25 ha. Rồi mình có một cái nốt chỗ này ha. Cái này nó hơi thiên về vật lý chứ, nên cho nên mình phải xét dấu chứ. Rồi, mình sẽ có được rằng là trong trường hợp này đây là gia tốc trọng trường, nó g nó sẽ bằng cho mình là g cho mình là 9 chấm vertical upthacking là position direction. Rồi, ok, 9.8 nha. Tại vì cái quả bóng này nè nha, là mình sẽ tung lên nha, bắt đầu mình tung lên rồi nha. Xong rồi khi từ thì nó sẽ nằm dưới này. Tung lên một lần nữa nha, nó sẽ nằm dưới này. Thì chuyển động mình là chuyển động chậm dần đều ha. Chậm dần đều tức là khi cuối cùng á, mình sẽ dừng lại. Và tại vì là chuyển động chậm dần đều nên là thằng A nó phải có dấu âm chú nha. Nên khúc này là mình sẽ có được A nó sẽ bằng là trừ 9.8 mới đúng nha. Nhắc lại nha, khi mình văng một cái quả bóng lên thì nó sẽ chạy bình thường ha. Nhưng mà tại vì đến một lúc nào đó thì nó sẽ đứng yên luôn, thì cái chuyển động cũng là chuyển động chậm dần đều. Mà chuyển động chậm dần đều á, là thằng A nó phải âm ha. Chú nha ha. Nên khúc này mình sẽ có được là trừ phía trước ha. Nó hơi khó chỗ này ha, bởi vì thiên về vật lý, physics. Rồi khúc này mình giải C mình được bằng là 25 ha. Có C rồi mình xếp ngược lại, mình được là thằng V mình bằng là trừ 9.8 nhân cho t, mình cộng cho 25. Và để yêu cầu là tính vận tốc speed sau 2 phút nha. Đầu tiên mình tính v sau 2 phút đã ha. Mình sẽ có là v tại 2 giây ha. V tại 2 thì nó bằng là trừ 9.8 mình nhân cho 2, mình cộng cho 25. Thì cái này mình tính được nó sẽ bằng là 5.4. Cái này chỉ là velocity thôi, mình tính speed là mình phải lấy chuyện đó ha. Đơn vị của thằng V ha. Mét trên dây. Phòng trường hợp là chỗ này nếu nó âm á nha, thì chỗ này mình cũng phải lấy chuyện đó nha.
Tiếp tục là mình đi tính là độ cao sau cô B ha. Cô B là độ cao sau 2 giây. Thì như thế mình phải đi tìm cái thằng x nè. X tức là độ cao hay là quãng đường á, quãng đường sau 2 giây ha. Cô B. Mình sẽ có được là x nè, nó sẽ bằng là tích phân của V dt. Mình lấy V vừa tìm mình sắp vào, mình được là trừ chấm 8 t. Mình cộng cho là 25 dt ha. Mình nghiêng hàm. Mình được rằng là cái này là chia cho 2 mình được là trừ 4.9 nè. Trừ 4.9 t bình. Mình cộng cho là 25 t. Mình cộng cho C ha. Bây giờ mình áp dụng điều kiện ban đầu để mà mình đi tìm cái thằng là C ha. Thì trong trường hợp này là khi mà ở điều kiện ban đầu á nha, là mình đang đứng ở dưới đất, mình phóng lên và là ứng với t bằng 0 á, là nó chưa có độ cao, nên với t bằng 0 là x bằng 0 ha. Do from là ground level nè. Vì là from ground level nên là ở thời điểm from là t bằng 0 á, thì mình có được thằng x bằng 0. Nên chú ý nha. À. Người ta xét từ thời điểm là dưới đất mình phóng lên. Dưới đất tức là ban đầu tức là t bằng 0. T bằng 0 thì x bằng 0 ha. Và mình có là với t bằng 0 mình xếp vào, mình sẽ được là trừ 4.9 cái này thì mình sẽ bằng 0 ha. Từ đây mình giải được cho C, trong trường hợp này là mình giải được là C bằng 0. Có C bằng 0 thì mình xúc ngược lại mình tìm thằng x. Và người ta yêu cầu mình tính độ cao khi x nó bằng 2 ha. Khi t bằng 2 cô bé ha. Và từ đây mình sẽ ra được là x tại 0 2 chứ ha. Mình lấy 2 mình xúc vào, mình được là trừ 4.9 nhân cho 2 bình phương cộng cho là 25 nhân cho 2 bình phương ha. Còn này không có bình phương, này chỉ là 2 thôi, 25t mà ha. Rồi, confirm thì nó đúng bằng là 30.4 mm ha. Mình nhớ nha, tại vì là thời điểm ban đầu là mình đang ở dưới đất, mình phóng lên, nên là ứng với thằng t bằng 0 thì thằng x nó bằng 0. Đó là điều kiện để mình đi tìm C ha. Rồi, có gì thắc mắc thì hỏi ha. Tiếp tục sang C đây ha. Câu C thì mình sẽ có hai cách giải ha. Cách số 1 là người ta yêu cầu mình hãy đi tìm được cái độ cao nhất ha. Thì cái độ cao nhất là ở đây mình có cái hàm x rồi. Đây là hàm x nè. Đây ha. Mình có thể đi khảo sát cái hàm x để mình đi tìm là x max ứng với bằng bao nhiêu. Đó là cách số 1 ha. Cách số 2 á, mình sẽ có quy tắc nha. Nha. Khi mà một quả bóng từ dưới nó nảy lên. Và bóng nào nó nảy lên, khi nó nảy lên tới vị trí cao nhất á, người ta coi ở trong thời điểm tích tắc này nè, là thời điểm nó đứng yên, chú nha. Tại vị trí cao nhất là nó đứng yên, là rest. Hoặc là vị trí thấp nhất người ta nó cũng coi nó như là rest. Và vị trí cân bằng hay là vị chạm đất cũng coi là rest. Và mình có ba cái thằng gọi là rest nha. Mình đang nói cách sai nha. Nha. Vậy ứng với vị trí cao nhất thì mình sẽ ra được là thằng V nó sẽ bằng 0. Vì nó rest mà, rest là nó nghỉ, nó không chuyển động, nên thằng V bằng 0. Và mình áp dụng cách đó mình giải cho nó nha. Còn cách số 2 là mình nhắc lại là mình đi khảo sát hàm x ha, mình đi tìm x max ha. Trong trường hợp này mình quy ước theo quy ước đó nha, là ở vị trí cao nhất hay là thấp nhất hay là ở vị trí nằm ở dưới đất là coi như là rest. Và trong trường hợp này là nó ở là vị trí là cao nhất nên mình coi là rest ha, có sai ha. Đây, V bằng 0 mà mình có thằng V rồi. Thằng V đây ha, V đây ha. Thì mình tìm được thằng V là trừ 9.8T cộng cho là 25 ha. Từ đây mình suy ra là T nó sẽ bằng là 25 mình chia cho 9.8. Rồi mình kết xuyên thì chuyển số này sang số thập phân ha. Không thì để như thế này mình xếp cho luôn để khỏi phải làm tròn. Cái này đơn vị nó sẽ là giây. Rồi bây giờ mình sẽ có t rồi.
có T rồi mình đi tìm là thằng X ha. Có T rồi mình sắp vào X, đây là phương trình của X nè, mình sắp vô. Mình được là trừ 4.9, ở đây là 25, 9.8. Bình phương cộng cho 25, nhân cho là 25, 9.8 ha. Và cái này mình tính được nó sẽ bằng là 31.89 ha. Đơn vị là mét ha. Thì đây là vị trí cao nhất ha. Giờ sẽ mình làm luôn cách số 2 ha. Là phương pháp số 1 ha. Coi ok không? Cái vụ mà V bằng 0 là chỉ có hai vị trí thôi nha. Là vị trí cao nhất hay là vị trí thấp nhất thôi nha. Còn ở vị trí cân bằng, ở vị trí là nó nghỉ nè. Người ta gọi là ở vị trí này là vị trí vận tốc nó lớn nhất ha. Này mình nói nhầm ha. Tức là quy ước là V bằng 0 á, là ở biên độ trên và biên độ dưới. Tức là ở vị trí cao nhất và thấp nhất. Còn V mà nó tại cái vị trí cân bằng này thì nó sẽ là V max dưới nha. À. Rồi, bây giờ mình sẽ làm cách số 2 nha, ok không? Là mình có hàm x rồi, mình đi khảo sát. Thì mình sẽ có được x phẩy nè. X đây ha. Mình được x phẩy nó sẽ bằng là trừ 9.8t, mình cộng cho 25, giải phương trình x phẩy bằng 0 thì mình ra được là t mình sẽ bằng là 25 phần 98, 9.8 à. Mình sẽ có được là bảng xích dấu thay bộ hợp sai. Rồi, đây là t ha, đây là x phẩy ha. Cái thằng không này là do cái đơm của thằng T là nó phải là lớn hơn không, nên mình phải thêm cái thằng T bằng không vào ha. Nghiệm x phẩy nó tại đây ha. Thì mình sẽ xét dấu nha. Ở đây là cái x phẩy nó là hàm bậc nhất, nên bên phải nó sẽ là cùng dấu với là thằng A, nên đây sẽ là âm ha, nó sẽ là dương ha. Mà tại vì T nó lớn hơn không là mình chỉ khảo sát cái khúc này thôi, bỏ cái khúc thằng từ âm đến âm cùng đến không ha. Rồi mình có luôn thằng x luôn ha. Thì mình có là ở đây là dương nè, ở đây là âm nè. Thì mình thấy rằng là tại vị trí này nó là cao nhất nha. Nên là mình có x max nó đặt tại là t nó bằng là 25 chia là 9.8 ha. Dương là đi xuống nha, còn là âm là nó dương là đi lên, còn âm là nó đi xuống. Nó kéo theo là tại cái chỗ mà 25 chia cho 9.8 á ha, x max tại đó. Rồi coi gì thắc mắc thì hỏi à. Ok chờ mình 10 giây ha. Ok ha. Mình sẽ có được là x max ha. Dòng này dòng kết luận. Cái bài này cũng là cái bài kiểu như là optimization đó.
mình có T rồi là mình chỉ cần lấy cái thằng T mình xúc vào thằng X thôi thì mình tính được cái max. Hai kết quả nó như nhau ha. Ở trên thì cũng xảy ra tại T nó bằng 25/9.8 và dưới này mình chạy cách số 2 thì nó cũng xảy ra tại 25/9.8. Tại vì thằng T á, nó là thời gian nên là cái đơn của nó là mình chỉ lấy cái phần là lớn hơn không thôi, còn nhỏ hơn không mình bỏ mình gạch, mình không thích ha. Chú ý quy tắc xiết giống ha. Rồi có cái gì thắc mắc thì hỏi nha. Ok thì mình vô câu D. Ok chưa? Ok, câu này giải nó ha. Giờ cái này liên quan đến phí dịch chứ. Nhưng về phương gì thì nó không có gì phức tạp đâu. Nó bảo mình rằng là sau bao lâu thì nó sẽ chạm đất. Tức là ứng với chạm đất thì ứng với x bằng 0. Mình có phương trình x rồi thì mình cho x bằng 0. Mình được phương trình x đó, mình sẽ bằng là x đây ha. X là mình bằng là trừ 4.9 và 25 trừ 4.9 t bình. Nhỏ cái này lại xíu. Rồi x thì bằng là trừ 4.9 t bình ha. Nó cộng cho là 25T. Ở đây nó cho mình rằng là return the goal level này nha. Thì ở đây mình sẽ có được là x bằng 0. Vì nó chuyển động hồi thì nó sẽ đi về cho mình là chỗ này. Chỗ này thì nó không còn độ cao nữa. Nên là x của nó sẽ bằng 0. Mình rút T là nhân tỉ trục, mình được là 25, mình trừ cho là 49 T. Thì khúc này mình giải ra 2 nghiệm, 1 nghiệm T bằng 0, tức là ban đầu của mình á. Ban đầu thì mình không xét. 1 nghiệm T nó bằng là 25/4.9. Rồi mình sẽ kết luận là ở đây là được bao nhiêu thì được ha. Ở đây nó bằng bao nhiêu? 25 chia cho 49 thì ở đây nó bằng tầm khoảng là 5.1 ha. Mình kết luận ha. Phần này nó hơi khó chút nha, nên cố gắng làm thêm bài tập ở cái phần đề mục tương ứng của nó. Làm nhiều thì có kinh nghiệm thôi. Hơi phức tạp. Ok, thì còn một bài số 8 thì mình giải nốt luôn. Hết ví dụ không?
mình sang nốt luôn cái phần là 12B. Dạ. Yeah. À, ok. Ví dụ số 8. Nó cho mình là phương trình của velocity. Rồi. Đây ha. Nó cho mình là initial position. Và yêu cầu mình đi tìm là initial velocity. Initial là yêu cầu tính V0, là câu A1 này ha. A1 dễ dàng mình sẽ có được là A0 ha. Là mình lấy 0 mình xếp vào. Mình lấy không mình xếp vào, mình nhắm luôn nè, không đây sẽ là hai lần cos của là trừ 3/4 ha, vì t bằng không, lực v tại không đúng không, initial velocity mà. Mình sẽ có được là cos của là trừ 3/4 nha, thì cos trừ thì nó sẽ mất đi, nó chỉ còn cos của 3/4 thôi, mà cos của 3/4 thì nó bằng là căn 2/2, mình có sẵn 2 nên là mình còn lại là căn 2. Và cực 2 mét trên dây. Mình lập lại xíu nha. Mình có là cos nè của là trừ 3/4. Nó sẽ bằng cho mình là cos của 3/4. Mà cos 3/4 thì nó bằng là căn 2 chia cho 2. Vậy là nó có 2 ở trước thì mình trực tiêu 2 đi. Mình còn lại là căn 2 nha. Đơn vị nó mét trên dây đi ha. Rồi, đi 2 là đi tìm là maximum và minimum của velocity. Đơn giản thôi ha, A2 ha. Thằng V max nè, khi thằng cos này nó max và thằng V này nó min, khi thằng V này nó min, đúng không? Vậy trong trường hợp này mình có rằng là V max khi cos bằng 1 nha, và mình chỉ có là V max này ha. Và mình nhìn vào mình ra được là V max mình sẽ bằng là bằng 2 ha. V min khi là thằng cos này nó bằng trừ 1. Nó cho mình rằng là với t nằm trong cái đoạn này thì yêu cầu là tìm các thời điểm để mà nó rest, thằng instantaneously nó rest, tức là thằng V nó rest, mà thằng V nó rest tức là V nó bằng 0. Thì tại đây mình sẽ ghi về một phương trình lượng giác ha. Vậy là A3 là circular equation A3. Mình có là V bằng 0 nha, tại vì nó là instantaneously nè, nó rest là tức là V bằng 0. V bằng 0 thì mình kéo theo được là cái thằng này nó sẽ bằng 0. Đó, tức là cái thằng cos bằng 0 thôi. Rồi mình có cái này là phương trình đặc biệt nha. Mình sẽ có là nếu mà cos nè của một cái góc A nó bằng 0 thì mình sẽ ra được là A nó phải bằng là 3/2 mình cộng cho K3 ha, chưa đặc biệt ha. Ok ha. Này là kiến thức cũ ha, chưa nắm được thì chấp vào ha. Ok rồi thì áp dụng. Vậy trong trường hợp này mình sẽ ra được là 1/2T nè trừ cho 3/4 nè, nó phải bằng là 3/2 nè, mình cộng cho là K3 ha. Mình giải mình đi tìm T ha. Ok, dòng này thì mình xóa ha.
mình bổ sung luôn cho thằng sin nha. À, nếu mà thằng sin của góc A bằng 0 thì mình có luôn là A mình sẽ bằng là K pi. À, đây là gọi là những trường hợp đặc biệt. Mình còn là 1 với là trừ 1 nữa, nhưng mà thôi nó sẽ nhiều quá nên mình đụng ở đâu mình nói ở đó. Rồi ok thì chắc mình xóa lý thế nha. Rồi bây giờ mình giảm mình đi tìm T. Mình giảm mình đi tìm T xong mình cho thằng K mình chạy nữa nha. Rồi mình sẽ chọn cái nghiệp mà nó đi từ 0 đến là 43 thôi. Rồi mình giải lần lượt thì đầu tiên mình sẽ ra được là cái thằng là 1 phần 2 T. Chuyển cái này qua. Cái này mình sẽ ra được ở đây là phần 4, ở đây mình đưa 4 lên. Mình sẽ được là 33 phần 4 ha. Vì ở đây là nó sẽ là 2 phần 4, ở đây có 1 nó 3 phần 4 đúng không ha? Vậy cuối cùng mình tìm được T. Đây mình bằng là 33 phần 2. Mình cộng cho là 2k3. Rồi, nếu mà đề bài nó không cho mình cái khổ này thì mình tới đây mình dừng, mình không cần làm nữa. Nhưng mà nó yêu cầu mình là giới hạn thằng T chỉ trong khổ này thôi, nên bắt buộc mình phải cho thằng K mình chạy. Bắt đầu mình nhỏ nè ha. Đầu tiên là mình cho K bằng 0 trước thì mình được là 33/2 thì nó thỏa nha. Nha nè, đầu tiên K bằng 0 mình được 33/2. Mình tăng lên là K bằng 1. K bằng 1 mình được là 23, mình cộng cho là 33/2. Nó thỏa tiếp, ghi ra nè ha. 33/2 cộng cho là 23. Thì cái này mình ghi đồng lên. Hiểu nôm na đây là 1 nè, ở đây là 1 pi nè nha. Ở đây là 1.5 pi thì mình sẽ được là con này là 23 chứ. Ở đây là 23, ở đây là 1.53 và mình sẽ được là 3.53, mà 3.53 tức là 73/2. Tương tự mình tăng lên cho cái thằng K bằng 2. K bằng 2 thì mình được là cộng cho 43. Cộng 43 thì nó over thằng 43 rồi, nên là cái việc cái rìa mà K nó tăng á, mình loại mình xong rồi, mình không làm nữa. Tương tự mình làm cho cái chiều K âm, đầu tiên là K3 bằng trừ 1 ha. K bằng trừ 1 thì cái này nó sẽ ra cho mình là trừ 23. Thì cái này nó ra số âm, nên mình loại luôn, vậy là xong rồi ha. Vậy là ứng với T chạy từ 0 đến 43, mình chỉ có hai nghiệm này thôi, là 33/2 và 73/2. Rồi, có thắc mắc gì nữa không? Còn không thì mình có thể nhập cái công thức này vô máy nha, rồi mình cho K bằng 0, K bằng 1. Một số ở bên ke dương mà nó loại thì toàn bộ bên trên mình loại. Rồi mình đầu tiên mình cho K bằng 0 này nha. Rồi mình tăng từ từ lên. Một số loại thì mình chặn luôn, mình không tăng nữa. Xong bên K0 là mình sang K âm nha. Rồi một số loại thì mình dừng lại luôn. Vậy đây là hai cái thời điểm mà cái particle này nó sẽ là rest ha, là 33/2 và 73/2. Rồi. Câu tiếp tục là hãy đi xác định cái thằng period của motion. Hết chỗ đây mình ký số này xíu. A4. Rồi mình đi tìm là cái thằng là period nha, của cái thằng là motion. Và period của motion đó thì mình chỉ nhìn vào cái số mà đứng trước cái biến này nha. Là mình gọi là T là period ha. Nó sẽ bằng là 2 pi. Nha. 2 pi và nó chỉ cho B. Đây là period khi cái hàm đường giác nha. Cái thằng B là cái thằng mà cái thằng B là cái thằng mà nó đứng trước cái thằng là cái biến T này ha. Trong trường hợp này là thằng B nó bằng là 1/2. Đúng không? Rồi, thì ở đây mình sẽ có luôn là sắp vào mình được là 2 pi. Mình chia cho thằng B là mình nhân kịch đảo ha. Mình sẽ nhân cho là nhân cho 2. Vậy là biểu rệt của nó bằng 4 pi. Rồi, rồi mình áp dụng cái hàm lượng giác.
mình vẽ thôi nha. Hãy đi vẽ cái vẽ cho cái thằng là velocity nha. Rồi cách mà mình vẽ thì mình sẽ lập cái bảng nha, để mình nối sơ cách vẽ thôi cho hơi tốn thời gian á. Mình gọi là table of value nè. Ở đây mình có là t nè, ở đây mình có là v nè nha. Mình sẽ lấy bốn giá trị, giá trị đầu tiên sẽ là t t chia 4 nè, không? Rồi là t chia 2 nè, ha. Rồi mình sẽ có tiếp là 0 nè, ha. Rồi 3t chia cho 2 nè, t chia 2 nha. Cái này như là t thì phải, t ha. T chia 2. Rồi cái này là, cái này sẽ là t nè, t chia 4, t chia 2, 3t chia 2 ha. Có một cái điểm chính giữa nữa. Coi thử, chờ mình lấy cái này xíu nha. Mình vẫn lửng cách vẽ, nó có cách vẽ nhanh lắm. Vẫn lửng. Sau khi mình có t rồi thì mình căn cứ vào t để mình vẽ. Mình đi lập bằng giá trị. T chia 4. Rồi T chia 4 là Warren, T chia 4, T chia 2 à, bao nhiêu nữa ta? T chia 4, nó từ 0 đến 4T. Nửa chút kia là t chia 2, hay là t chia 2 rồi á, là t chia 2. Để ở đây nửa chút kia là sẽ là t chia 2. 4 5 6. Chờ tí nha, mình lấy cái file cho nó chuẩn đi, không mà sẽ nó sai, nó nhầm. Hai mươi bốn bây giờ là 12 thì mình vẽ một chút biểu rệt mình sẽ bằng là 12 1 2 3 4 6 ok, t chia 2. Ok, đầu tiên là 0 này ha, 0 rồi là t chia cho 4, 0 rồi t chia 4 rồi t chia cho 2, rồi tiếp tục là t chia cho 2, cuối cùng sẽ là t, t chia 4, t chia 2, rồi 2t chia 3, rồi đây sẽ là t ha, là cái này mình cộng thêm một t chia 4, sau đây nếu cộng t chia 4 thì đây sẽ là 3t chia 4 đúng không? Thì đây là cách mà mình sẽ lấy cái điểm mình vẽ. Ví dụ trong trường hợp tức là những cái thằng giá trị sau á nó sẽ hơn thằng giá trị trước một cái lượng là t chia 4. Và trong trường hợp này là mình sẽ có được cái table value nha. Mình chấm cái điểm rồi mình vẽ thôi. Rồi và trong trường hợp này mình sẽ lấy giá trị là t nè và v. T thì bằng 0, mình sắp vào. T chia 4 của mình sẽ là 3. T chia 2 của mình sẽ là 2 3. Nha. Rồi nó cộng tức là một cái lượng t chia 4 của mình là bằng 3 nha. Mà trên cái này thì cái thằng sau nó hơn thằng trước một cái lượng t chia 4, tức là thằng sau hơn thằng trước một lượng là 3, nên chỗ đây mình có luôn 3 3. Thì mình có 4 3 ha. Và chỉ cần năm giá trị này thôi là mình đi sắp vô cái hàm v này nè. Mình tính ha. Mình tính mình có giá trị thì mình vẽ thôi, không có gì ha. Rồi chắc mình vẽ luôn ha. À. Đầu tiên thì chắc em sắp nhanh giúp mình ha. T bằng 0 ra bao nhiêu ha? Vì cho nó hoàn chỉnh luôn đi. T bằng 0 thì mình sẽ được là căn 2 ha. T chia 4 của mình là 1 phần 3.
Rồi chắc cái này để tự làm đi ha. Cái gì em sắp vô rồi em lập bảng với chị, các bạn với chị rồi em phải. Cái này chỉ đơn thường là vẽ cho cái thằng circular function này thôi, nên cũng không có gì phức tạp đâu ha. Để khỏi tốt rồi nha. Rồi phần B ha, nhớ cách vẽ nha. Học bình thường thì chắc là sau này method mình sẽ học cái circular function này, nó ở như là ở chương chương mười mấy đó ha. Nó có cái phần circular function này, mình đi học và mình có cách mình vẽ. Câu B1 trước ha. B1 thì đi yêu cầu đi tìm là position ở thời điểm là T nó bằng là tìm cái thằng position ở thời điểm T tổng quát ha. Không? Thì ở đây mình đã có được là cái thằng là position là x nè, nó sẽ bằng là tích phân của thằng V. Mình điền vào luôn mình được là 2 lần cos của là 1/2 T, mình trừ cho là 3/4 dt. Tại đây mình dùng công thức tính nhanh đó, thì mình sẽ trả ra được là sin nó nợ với 1/2, mở cho nó có 2 rồi nên nó trả đủ luôn, nên sẽ là 1/2 t trừ cho 3/4 nó cộng cho c ha. Rồi bây giờ mình áp dụng điều kiện ban đầu để đi tìm c nè, initial position nè ha. Tức là với t bằng 0 thì x nó bằng là -2/2 ha. Với t bằng 0 nè mình sắp vô thì mình được là sin của là -3/4 mình cộng cho c, mình sẽ bằng là -2/2 ha. Đây là nó thiếu cái thằng là thử nha. Nguyên hàm thì nó phải trả ra cho thằng là 2 không, 1/2 thì nó phải thêm 2 trước chứ. Ở đây phải là 4 mới đúng không? Không. Khi cái này là 2 thì nó trả 1 phần, à, trả 2 dưới này, còn nó là 1/2 thì 2 nó phải nằm ở trên, nên là 4 mới đúng không? Không. Yeah. Rồi mình sắp vô. 4 ha. Mình nhấp bên ngoài nè, mình được là sin nè của -3/4. Nên tính ra môn này là nó khó nè, không có đơn giản, mình đã tập hợp nhiều kiến thức quá. Ha. Đó. Trừ cho là sin của 3/4. Mà sin của 3/4 thì nó bằng cho mình là trừ viết lại nè ha, nó bằng là -2/2. Rồi mình sắp vào, mình được là 4 nhân cho trừ của là -2/2 cộng cho c bằng là -2/2. Đi rút gọn ha. Khi rút gọn thì mình sẽ có được là cái này mình sẽ ra được luôn là -2/2, hai bên nó giống nhau, nó trực tiêu, vậy là c bằng 0. Vì c bằng 0 thì mình sắp ngược lại, mình được phương trình của position. Vậy từ đây mình có được phương trình của position là x, mình sẽ bằng là 4 sin của là 1/2 t mình trừ cho 3/4. Vì c nó bằng 0. B1. Từ đây mình suy ra là maximum minimum của position luôn, chẳng ít mình làm luôn nha. Mình áp dụng tính chất lượng giá, còn không mình có thể view về bài nãy mình làm cũng được ha. Tức là mình cho cái thằng là maximum minimum position là ứng với v bằng 0 này nha, nhưng mà không cần thiết trong trường hợp này mình có ít là lượng giác mình làm luôn ha. Rồi mình được là ít max nè ha, nó sẽ bằng cho mình là sắp vô ha. Ít max là khi cái thằng sin nó max, sin max thì nó bằng 1 và nó bằng 4. Và ít min là khi cái thằng là sin nó bằng -1. Còn làm chậm hơn thì có thể giải phương trình là v bằng 0, nhưng mà nó chậm hơn ha. Tại đây mình áp dụng tính chất lượng giác mình làm cho nó lẹ. Ok không? Ok thì mình sang B2 nha. B3 mới đúng không? B3 là đi tìm là thời điểm đầu tiên nó gặp góc phổ độ. Thì cái thằng x là nó thể hiện là cái thằng là displacement, tức là cái tọa độ so với góc tọa độ. Và trong trường hợp này mà khi nó gặp góc tọa độ thì x nó phải bằng 0, mà mình có phương trình x rồi ha. Câu B3 ha, mình có là x bằng 0 thì mình sẽ ra được là 4 lần sin của là 1/2 t trừ cho 3/4 nó bằng 0 ha. Khúc này mình giải, mình đi tìm sin.
thì mình được là sin của là 1 phần 2 t trừ cho 3 chia 4 nó bằng 0. À. Rồi thì bây giờ mình sẽ hồi nãy cái này mình có, nếu mà sin a bằng 0 thì mình sẽ chia được a, cái này mình cứ ghi chép ha. A này ha. Thì nó sẽ bằng cho mình là k3. Chú ý ha. Có nhiều thời gian hơn thì mình sẽ giải thích cụ thể hơn tại sao cos bằng 0 sin bằng 0 thì mình suy ra như thế. Do mình hiểu cái bản chất nên lúc nào mình cũng thuộc công thức đó. Đối với mình là hạn chế tối đa cái việc thuộc công thức. Rồi thì khúc này bây giờ mình giảm đi tìm t, rồi mình đi tìm là cái thời điểm ban đầu t lớn hơn không, căn cứ vào tính chất đó để mình chọn ha. Rồi mình giảm đi tìm t ha, thì mình đây được là t nè ha, 1 phần 2 t mình sẽ bằng là b trên 4 cộng cho là kb. Vậy t là được là b trên 2 mình cộng cho là kb, 2 kb ha. Rồi đầu tiên mình sẽ ra được t nè ha, nhắc nè, t bằng 0 và k bằng 0 ha. K bằng 0 thì mình được là t nó bằng là b chia 2. K bằng 1 thì mình được là 2b. Nên vì mình lấy thời điểm ban đầu thôi nên là mình loại thằng dưới này đi, mình lấy thằng tạm, mình lấy thằng này là mình được b chia 2. Tương tự theo chữ âm nha, là k bằng trừ 1 thì nó ra là số âm nên là loại âm lấy. Và cuối cùng mình sẽ ra được thời điểm ban đầu là t bằng b chia 2. Mắc gì nào ha? Này nó ôn mình circular function rất là nhiều ha. Đầu tiên là mình test cho k bằng 0 ha. Rồi k bằng 1 vì nó hỏi mình thời điểm ban đầu là thời điểm mà t nó nhỏ hơn, nên là thằng trước nó nhỏ hơn thằng sau nên mình lấy thằng trước. Mấy thằng sau nó sẽ tăng lên, mình bỏ đi. Mình phòng ngừa trường hợp k âm mà nó dương nữa nên mình test luôn trường hợp k âm mà nó ra âm rồi nên mình bỏ luôn. Ok thì mình sang B4 à, mình đã B3 rồi, B4. B4 là đi tìm mối quan hệ của là V và X ha, tức là mình đi biến đổi tố học thôi. Mình coi mối quan hệ giữa cái thằng V và X ha. V mình có phương trình, X mình có phương trình nè, mình viết lại cái đã. Cái này ok chưa? À, mình biết cấp được cái thằng T nó bằng là 3 trên 2, được không? Yeah. Rồi bây giờ mình sang phần B4. Mình viết lại thằng V. Thằng V thì nó bằng là 2 lần cos của là 1 phần 2 T trừ cho là 3 trên 4. Còn thằng X nó bằng là 4 lần sin của là 1 phần 2 t trừ cho là 3 trên 4. Rồi bây giờ mình áp dụng tính chất lượng giác để mà mình tìm mối quan hệ ha. Mình áp dụng chắc là cos bình cộng sin bình nó bằng 1. Và là từ phương trình này mình sẽ ra được là cos của là 1 phần 2 t mình trừ cho 3 chia 4 mình sẽ bằng là v mình chia cho 2. Tương tự dòng này mình được là sin của là 1 phần 2 t mình trừ cho 3 trên 4 mình được là x chia cho 4. Từ đây mình suy ra, mình được là cos bình của là 1 phần 2 t trừ cho là b chia 4 cộng cho là sin bình của là 1 phần 2 t trừ 3 trên 4. Mình sẽ bằng là v bình chia cho 4 cộng cho là x bình chia cho 16. Từ đây mình suy ra là x bình chia cho 16 cộng cho là v bình chia cho 4 bằng 1. Thì đây là mối quan hệ đó ha. Muốn sao biết à, muốn biết là v bình trên 4 mà cộng với x bình trên 16 bằng 1 cũng được ha.
cố gắng làm vững mấy bài này thì mấy bài trong ôn tập nó rất là dễ, là cố gắng làm trong ôn tập trong cái phần nội dung của nó thêm. Cái này là ở 12A, phần này nó hơi khó, cố gắng làm thêm trong cái phần nội dung tiếng của nó, cuốn sách. Thắc mắc bài nào thì nhắn lên. Ok, mình sang nhóm C ha, nhóm B xong rồi, nhóm C. Được chưa? Nhóm C ha. Nhóm C là đi tìm acceleration, thì đơn giản thôi. Thì mình có thằng V rồi, thì acceleration này ha. Thì mình sẽ có được là A nè, thì nó sẽ bằng là V phẩy. Mình đạo hàm thằng V phẩy luôn thì mình ra được là trừ của là sin 1/2t, mình sẽ trừ cho là 3/4 này. Vì mình đạo hàm thằng cos thì mình ra là 1 dấu trừ và nó nhả ra cho mình 1/2 nữa, nên là mình rút gọn, mình simplify với thằng 2 lần trước thì mình được là trừ sin. Vậy là mình xong được cái C1. C2 ha. C2 là A max A min, thì mình áp dụng tính chất của hàm lượng giác thì mình được A max. Thì tại vì bản thân thằng A thì nó âm nên là A max thì nó trở thành dương, thì nó phải là thành dấu trừ 1 nữa, vậy nó sẽ là 1 ha. Đơn vị là mét trên dây bình phương. Tức là ứng với thằng sin nó bằng -1. Tương tự là A min. Thì ứng với thằng sin nó bằng 1, vậy là -1 ha. C2 xong rồi, C3. C3 là đi tìm mối quan hệ giữa là A và X ha. Mình viết phương trình ra C3 nè, 1, 2, 3. A mình viết lại nè, mình được là trừ của là sin 1/2t trừ 3/4. Đây là acceleration. Mình có position của mình là X ha. X là nãy mình tìm rồi. X nãy mình tìm rồi thì mình sẽ có được là 4 sin ha. Ở trên mình xin chia ra thằng sin, mình sub vào thằng ở dưới. Và trong trường hợp này là trên ở trên mình xin ra được sin là nó sẽ bằng chữ A. Và từ đây mình xin ra được là x nó sẽ bằng là 4 nhân cho chữ A. Ok, vậy mình xin ra được là 4A cộng cho x mình bằng 0. Thì đây là cái relationship between là cái thằng acceleration và position. Không có gì phức tạp nào. Rồi, C4 ha. C4 thì mình sẽ có luôn là đi tìm là mối quan hệ giữa A và V. A thì mình viết lại nữa ha. V của mình đó là mình bằng là 2 lần cos của là 1/2t mình trừ cho 3/4. Trong trường hợp này là mình dùng tính chất là lượng giác sin bình cộng cos bình bằng 1 ha. Từ phương trình đầu tiên thì mình được sin ha. Sin mình được là 1/2t trừ cho 3/4 mình sẽ bằng là trừ A. Ở đây mình suy ra sin bình luôn. Tương tự là cos của là 1/2t trừ cho là b/4 sẽ bằng là v/2. Ở đây mình suy ra được là cos bình. Lấy hai thằng cộng lại thì để mình suy ra được là A bình mình cộng cho là V bình trên 4 bằng 1 ha.
Rồi, có thắc mắc gì thôi nha. Ok, thì nốt câu D nữa. Câu D thì dựa vào những cái gì mình tính toán nãy giờ đó, mình mô tả chuyển động. Sinh bình cộng với cốt bình là của cùng một góc thì luôn luôn bằng một ha, nó giống nhau là được, nhưng mà khi nó khác nhau thì không còn bằng một ha. Cái angle trong trường hợp này là 1/2 t đó, rồi nó sẽ mang được cho là π/4 đó. Rồi có thắc gì thắc mắc thì hỏi nha. Ok thì mình làm nốt của đây. Của đây thì chỉ đơn thuần là chất lần nãy giờ mình ghi thôi chứ cũng không có gì đặc biệt. Câu D, câu D thì yêu cầu là hãy miêu tả về cái thằng là chuyển động nha. Đầu tiên mình sẽ có là chu kỳ của chuyển động là T, nó bằng là đầu tiên là cái chu kỳ ha. Chu kỳ của mình là bằng là 4 ha. Thì nó yêu cầu mình mô tả theo hình viết chữ đi ha. Chu kỳ tức là sau một chu kỳ thì nó sẽ lặp lại như cũ, nó trở thành như cũ, gọi là chu kỳ. Rồi tiếp tục là mình sẽ có được là cái thằng là particle của mình ha. Between nè. Là cộng trừ nãy mình tìm V max V min thì nó bằng là x max ha, để mình đi tìm vị trí mà. X max x min thì nó bằng là nãy làm ở trên ha. X max là 4 là chiều 4 ha. Rồi tương tự mình sẽ có luôn là velocity. Cũng ở giữa luôn ha. Lấy cái V max V min ra ghi nha. V max V min là hai là chữ hai. Này thì đơn vị cho ha. Này là vị trí theo mét. Và cuối cùng là acceleration. Acceleration là nãy giải được là cộng trừ một ha. Đó, ha. Rồi, có gì thắc mắc nhỉ bạn? Rồi ok, nó còn phần 12B với lại phần 12C không? 12B 12C nha. Rồi, đọc vô cảm thấy mà cần dạy nữa thì bữa sau giải tiếp nha. Còn không thì cảm giác hiểu rồi thì thôi, không người dạy nữa. Cái này là cái nền vậy đó. Có được cái nền thì học mấy cái sau nó đơn giản. Ha. Cần giải tiếp thì mình dạy cho. Không thì nghiên cứu được thì nghiên cứu tốt ha. Rồi chắc này ốp nha. Ok không? Dạ, cảm ơn. Ok, bye.